hơi bị hấp dẫn. Ồ, cái này làm cái lò là nướng lớn mà để ra phía trước á. Dạ. Còn để ngay ngay góc ngã ba này mới đông. Dạ. Không con? Dạ. Rồi đầu bếp, bếp là trai chưa bà con? Thưa quý vị các bạn, đây là đầu bếp của Coleman Kitchen. Sáng nay thì là sáng ngày 3 tháng 4 ngày 3 tháng 3 năm 2021. Giờ cả đoàn mình sẽ di chuyển đi Tiền Giang để thực hiện chương trình Xuôi Biển Cuộc Đời. Vào tối mai là tối 4 tháng 3 năm 2021 thì chương trình Xuôi Biển Cuộc Đời với chú Thái Văn Hai, độc thủ Lộc Lục Quyền Cầm sẽ diễn ra tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Bình thường thì mình cả đoàn mình hay đi ăn sáng ở dưới, đi tới Mỹ Tho ăn luôn, nhưng bữa nay thì không thả, cho nên bữa nay ghé ra, ghé quán Coleman Kitchen ngồi ăn sáng cà phê giúp chiêu chiêu túc. Mình đi vòng ra bếp mình coi có món gì để mình order. Mình ở đây thì cái hủ tiếu Nam Vang thì rất là ngon rồi đó. Nhưng mà bữa nay mình thấy có cái sườn nướng này, và cũng xin kính báo với bà con cô bác là Coleman Kitchen buổi sáng có bán cơm tấm nha, có bán bánh mì luôn nghe. Chứ bà con đi ngang, bà con thì nghĩ chắc bán cà phê rồi, hoặc là bán những cái món đơn giản như bánh mì ốp la thì không phải nghe. Rồi vài bữa chắc là mình sẽ điều động cái bếp nướng ra buổi sáng, nướng khói nghi ngút cho bà con nhìn thấy. Những tín đồ cơm tấm ơi. Con tên gì con? Dạ con tên anh Thư. Tên Thư? Anh Thư. Anh Thư. Dạ. Tên anh Thư hả? Dạ. Rồi. Con tên giống tên gái vậy? Chắc là xưa chắc là ba má con là muốn đẻ con gái xong cuối cùng sao lòi ra con trai hả? Dạ đúng rồi. Ủa đẹp trai sợ luôn. Làm bếp bao nhiêu năm rồi con? Dạ con làm cũng gần một năm chú ơi. Hả? Gần một năm. Gần một năm hả? À ok. Rồi, bây giờ mời quý vị các bạn cùng Coleman đi vào uống cà phê ăn sáng tới Coleman Kitchen nhé. Rồi, con đứng nha, cảm ơn con. À, để vô phục vụ buổi sáng, phục vụ giúp mấy bạn. Ồ, đây hủ tiếu của chú rồi phải không? À, bếp này lớn lắm, lớn cả bá luôn nha bà con cô bác. Mới sáng sớm rồi, mới có 7 giờ thôi là anh em đã. Rồi này ra luôn nha. Thúy Vi. Bữa nay tôi đi tôi phục vụ cho bà con cô bác, cho mấy sếp của mình đó. Hôm nay có mấy sếp VIP lắm đang ngồi người kia nha bà. Cái gì các bạn? Cơm tấm xuất sắc không? Ôi thơm. Nè là bộ chú Bình nè hết hồn. Rồi ok bố, được mà trời ơi. Chén nước luôn, chén nước luôn. Cũng chưa khô phải không? Chào con. Rồi, quá đỉnh. Rồi, ok, đỉnh cao luôn. Rồi, thôi về đi. Ồ, hủ tiếu khô hấp dẫn quá trời. Con xin nhờ chú thêm chén hành phi. Dạ, mấy sếp. Ai ăn hủ tiếu, ai ăn hủ tiếu khô? Dạ đây. Rồi Emily, hủ tiếu khô ngon quá. Coi chừng nó ụp cái bọn. Khóc ra tiếng Nhật luôn. Rồi đây. Đây không chưa có bò kho nha cưng. Ăn hủ tiếu nước. Hủ tiếu nước rồi. Rồi cái tô ngon quá rồi, ok. Rồi tô hủ tiếu nước này của tôi.
Hai hủ tiếu nước. Hôm nay đi phục vụ các sếp. Rất hân hạnh được phục vụ các sếp. Dạ, chào sếp. Ủa? Là anh phục vụ cái này á anh. Ừ. Ủa bên đây còn rau nè. Đây đây đây, quên rau, quên rau. Đó rồi, bán buôn vậy. Bán buôn vậy chắc cho nghỉ việc quá. Rồi. Dạ có rồi. Rồi. Dạ, rồi. Dạ, để em phục vụ, để em phục vụ. Cái muỗng em ra. Dạ đây. Dạ mời anh. Rồi thử chút xíu. Ngon. Ừ, có chuối hành phi á, đổ lên cho nó đẹp. Rồi cảm ơn con, ok. Tỏi phi, hành phi đúng rồi, nhỏ đó. Còn anh không ăn không anh? Nè, tỏi phi nè, đó. Cho thêm tô hủ tiếu nữa con ơi. Còn anh là anh theo. Còn anh không có chính kiến. Rồi, ok. Chưa hết đâu. Giảm cân là đừng ăn ăn tối. Giảm cân là phải giảm bớt ăn tối thôi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một ít nước tương vô. Là cái nước nãy mình thử rồi nó trong mà nó vừa lắm, nhưng mà mình thì ăn hơi mặn mà một chút. Ôi bánh mì chảo quá. Rồi Hoàng Anh nó đổi nữa nè coi. Đó, bánh mì chảo. Tại Coleman Kitchen là có phục vụ bánh mì đó, các món như vậy nha bà con. Đó. Rồi đây hủ tiếu. Cơm tấm đang nướng thịt. Không, đang nướng phía sau nè, mà mốt kêu đưa ra phía trước này luôn. Đưa ra ngã tư mà để cái bếp dài dài á. Ôi ôi, ăn uống nó phải điệu nghệ vậy đó bà con đó. Ta có luôn cả nước mắm, nước tương của Coleman tại Coleman Kitchen nha quý vị các bạn, vừa ăn thử được rồi. À, đó mua về luôn, đó có luôn cả tương ớt nữa. Đây bữa nay mình thử ít tương ớt vô đây coi nó có cái vị gì khác không nha. Anh tiêm mạnh lên ạ. Đỉnh cao. Rồi chụp tấm hình. Yeah. Ôi trời ơi. Cái điện thoại chụp đẹp quá. Không phải điện thoại chụp đẹp mà do người chụp. Dạ. Hiểu không? Dạ. Đừng nói những câu xúc phạm. Cho chú một ly Heineken đi con. Cho chú ly bia tươi hay kem nha con. Sáng sớm mà anh uống gì đó anh. Trời, mấy đứa quay phim nó nhìn kìa. Sáng sớm. Chúc mừng. Cho nó tình. Mình sống rất lành mạnh. Sáng sớm lúc nào cũng ăn sáng đầy đủ. Hủ tiếu Nam Vang ở đây là một trong những cái món mà mình nghĩ không thể bỏ qua. Tại vì bạn đầu bếp ở đây là bạn gốc Khmer cho nên bạn nấu hủ tiếu Nam Vang rất ngon. Dạ, đảm bảo luôn các cái món Khmer như gà đốt, khăm pốt. À, buổi sáng thì có cái... Sorry, hủ tiếu Nam Vang. Ngon quá ngài ơi. Dạ, em vẫn trung thành với cơm tấm. Sai lầm. Cơm tấm ngon mà. Rồi cơm tấm ngon, cơm tấm đây chưa biết. Em tin là đây cơm tấm 39 mới ngon. Ủa chứ đây không giống 39 rồi.
Ai biết. Cơm tấm 39 là cơm tấm của bà ba và bà chín. Bà chín là ngoại chín. Hồi xưa lúc mà cái mùa, nhớ mùa Covid trước, là cả đà, cả coi như cả công ty Goldman đi bán cơm tấm 39. Rồi chết luôn. Mà bán một ngày, bán một buổi trưa thôi, bán mấy năm phần đó bà con. Vui ơi là vui, coi như thầy trò từ đạo diễn quay phim rồi sản xuất gì đó, rồi tất cả đều ùn ùn chạy đi đi bán cơm tấm. Mình giao cơm tấm nữa. Hôm nay nóng ngon quá. Vì các bạn nhớ nha, Coleman Kitchen 40 Trần Trọng Cung có bán các cái món mà chắc chắn là Coleman rất thích, và đương nhiên là các khán giả của Coleman cũng sẽ rất thích. Hủ tiếu Nam Vang, cơm tấm, bánh mì xíu mại, bánh mì chảo chứ, bánh mì chảo xíu mại trứng đó, và cái cục trúc cô đang ăn. Rất thực sắc luôn. Rồi buổi sáng sắp tới mình cũng xin thông báo với quý khán giả là sắp tới là sẽ có một cái xe bánh mì phía trước luôn. Đó, bánh mì ông Màu sẽ xuất hiện trở lại. Hồi trước bánh mì Coleman thất bại quá, giờ chuyển qua bánh mì ông Màu. Và ba cái món mà nổi bật trong bánh mì ông Màu là, thứ nhất là bánh mì ba loại sốt tiêu đen. Thứ hai là bánh mì gì nữa ta? Bánh mì bò bía, bánh mì xíu mại, bánh mì xíu mại trứng muối. Đó là ba cái món mà trong cái bánh mì ông Màu mà quý vị khán giả rất là yêu thích, sẽ có mặt tại Coleman Kitchen trong thời gian sớm nhất. Ăn được không? Không à. Cảm ơn em. Rót bia thiệt luôn. Quang. Quang. Là một ly xúc gà thôi ạ. Sáng sớm à. Sếp uống mà nó là hôi. Kính thưa quý vị các bạn, là mọi người có thể không tin nhưng mà mỗi buổi sáng mình không có đánh răng, mình cũng không xuống miệng, và đây là phương pháp làm sạch răng miệng của Coleman. Ôi mẹ ơi, uống bia mà 7 giờ sáng sung sướng gì đâu á, nó khác cái cảm giác uống lúc 7 giờ tối nha. Tại 7 giờ tối mình mệt quá lắm, uống vô đâu có, cả ngày làm việc đâu có thấy ngon. Ôi buổi sáng nó bốc thôi, vô đã chưa rồi, yeah. Sơn ôm đầu luôn. Không, tao mới làm ly ấy kìa, rượu sâm Ngọc Linh. Anh Sơn là ngày xưa sáng về là làm một ly đủ đế. Sâm Ngọc Linh. Trời ơi. Đô nó hơi nặng. Tiếp nó đã gì đâu. Đang lên xe ngủ giấc tới Tiền Giang. Uống bê xong rồi uống nước tươi nữa. Sau khi xúc miệng, sau khi xúc miệng bằng bê, chúng ta chuyển qua bú sữa. Uống đi. Còn anh từ ngày bắt đầu được khán giả quan tâm, tự nhiên bắt đầu e ấp đồ thùy mị. Thoải mái đi cưng. Rồi. Nói chung hủ tiếu ngon thiệt á. Cầm miếng bánh mì á.
ăn các kiểu, thích kiểu gì ăn kiểu đó. Đó, trả lại. Chấm cái nước lèo. Nếu mà quý vị tới đây mà ăn cái món này á, cái món hủ tiếu Nam Vang mà quý vị bạn thấy mà nó ít cái hành phi với tỏi phi là quý vị các bạn nhớ xin thêm nha. Rắc vô nó đầy á, ngon lắm. Chủ yếu chờ ngang hồi chua chứ thì kêu cơm tấm mà chưa, cơm tấm lâu quá chưa ra. Trong khi chờ đợi yeah. Ăn cho con tôm. Dạ em cảm ơn anh. Em sửa con này trước. Rồi trong khi chờ đợi vô cái tưng. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, tự nhiên uống cái bia cái nó ợ lên, nó ợ hơi nó tiêu đã vậy ta. Phải chăng đây là một phương pháp giúp cho mình dễ tiêu? Có khi là buổi sáng làm bia mà không mập đó nha, hay á. Cái gì vậy? Dạ em cũng biết. Khỏe à? Khỏe à? Khỏe quá. Không sao. Ngon không sao. Thôi tập trung đó, cơm nát kìa. Oh yeah. Nam Sơn có ít cơm nè, chứ cơm không có. Ở đây xin bị chạ. Ôi. Dạ em cảm ơn. Xin rồi, đáng rồi. Chờ đợi rồi. À. Đúng cái món chả của bà ngoại rồi đó. Trời đất ơi. Thử đi. Dạ. Thử. Canh miếng thử nhé. Sơn nữa rồi. Ồ, dạ. Dạ mời cả nhà. Nước mắm nè. À, cái này phải có ớt bằm mới ngon. Dạ. Ôi ơi. Dạ em mời anh, em mời chị ạ. Mà sáng dành miếng này chả. Một miếng chả. Chút thôi chút xí thôi. Rồi ok. Ăn cơm riêng bị chả. Em thích cái món chả của bà ngoại dữ lắm. Trời ơi thơm quá. Chút sắc, chút sắc. Chả very ok. Em mời anh chị. Hả? Ồ, trơn lên trơn, tới bên trơn. Ồ, nước mắm ngọt quá hả? Thì mình nước mắm cơm tấm nó vậy á. Xuất sắc nha. Nhìn là hấp dẫn. Không, không chờ đợi. Cơm nhiều quá không? Cơm mà. Đúng tiêu chuẩn. Đúng tiêu chuẩn luôn. Một ly bia này bằng hai dĩa cơm. Bốp tới kêu cho dĩa bia, cho một dĩa bị chả không là ly bia, coi như mình ăn hai dĩa cơm rồi đó.
chỉ có là làm hơi chậm. Tại vì lý do là bây giờ thưa quý vị và bạn là khi quý vị và bạn tới order mới nấu cho nó nóng. Cho nên một số khán giả cũng có cũng complain là comment kitchen, ở comment kitchen này đồ ăn ngon cái gì cũng ngon mà làm hơi lâu. Mình sẽ cố hoàn thiện. Sẽ cố gắng hoàn thiện cái tốc độ. Nhưng mà cũng xin thưa quý vị bạn, buổi trưa, buổi sáng là quý vị bạn, buổi trưa nhất, đặc biệt buổi trưa quý vị bạn mà muốn có đồ ăn sớm thì mọi người vui lòng là đặt trước á. Số điện thoại là 082-222-88839, 082-222-88839. Rồi, hủ tiếu ra rồi kìa bạn. Ôi, đã gì đâu. Chú có ly cà phê đá. Tỏi hành phi quá đỉnh luôn. Bao nhiêu ta? Một dĩa cơm này bao nhiêu? Không biết nữa. Ủa con ơi. 55 à? Như dĩa cơm 55. Dĩa cơm đó. Con. Dĩa cơm tấm nhiêu tiền? Dạ, dĩa cơm tấm là 55.000. 55.000 rồi tô hủ tiếu này nhiêu tiền? Dạ cũng đồng giá luôn. 55.000 luôn. Còn bánh mì chảo nhiêu con? Ồ, đồng giá 55.000 buổi sáng nha bà con cô bác. Tùy chọn, tùy chọn. Chất lượng, chất lượng. Xương. Ngon lắm. Dạ, kính thưa quý vị các bạn. Quay cho Nga chút đi, trời Nga. Dạ. Hào lúc này nó quay cho cái tập trung quay Hoàng Anh hoài. Đi hết lăng xe Nga luôn rồi. Cái này là đúng mùi vị của ngoại rồi. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, cái chả anh nhìn biết là cái chả ngoại rồi. Dạ. Chả này siêu ngon. Nhất định phải ăn cái này ạ. À. Bạn có thể không ăn sườn nhưng bạn phải ăn chả. Dạ, chả siêu ngon. Đây miếng chả. Thêm một ít. Cái này là gì ta? Bì chả. Bì này dai dai giòn giòn. Rồi quý vị các bạn ủng hộ cho hai em Nga và em Hoàng Anh để các em tập review đồ ăn rồi. Chứ bây giờ nói thật là Colorman ăn riết rồi, riết rồi mình cũng đuối quá. Cái này nhìn ăn ngon quá. Dạ, ăn thêm một phần nữa. Còn ăn đủ rồi. Anh còn hai tô cơm chưa ăn nè. Mới ăn có gần nửa tô rồi. Sườn này có bún xả ngon ạ, anh nói lại là hãy thấy nướng cũng hấp dẫn lắm mà ăn thì chưa biết cái vị, quan trọng là sườn nướng đừng bị khô. Dạ không, nên mềm rồi. Dạ. Cái màu thôi, màu chưa hấp dẫn lắm, màu nó phải nâu nâu, màu nó đỏ thì mới hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà cái vị là vị cũng ngon. Mà lại có một bạn trẻ, bạn bếp trẻ rất đẹp trai, có cái tên rất là ấn tượng luôn, Anh Thư. Tên gái hả? Con trai mà tên gái Anh Thư. Sáng sớm đây là bí quyết mà giúp cho quý vị các bạn lấy lại cái khẩu vị á. Sáng sớm hoặc là chiều tối mà mình thấy mình đắng đắng miệng á, mình kêu một ly bia tươi ngậm như một ngụm xong mình sốt miệng.
lấy lại ngay vị giác liền. Không tin mọi người cứ thử nha. Đó. Không sáng sớm không nhất thiết uống hết ly đâu. Đó. Đây, một ngụm. À, rồi xong ăn xong thì ba thầy trò mình sẽ di chuyển đi mấy thầy trò mình sẽ di chuyển đi Tiền Giang. À, kính thưa quý vị, bạn xin được nhắc lại là chương trình Số Diễn Cuộc Đời tập kế tiếp của tuần này sẽ đến với Mỹ Tho Tiền Giang, và nhân vật của chúng ta đó chính là chú Thái Văn Hai, độc thủ Lục Huyền Cầm, độc thủ tức là vì chú chỉ có một cánh tay thôi, còn cánh tay bên này thì nó lên sát đây luôn. Chú đã đàn năm nay chú 73 tuổi và chú đã gắn bó với cây đàn này mấy chục năm rồi, là đàn chỉ có một đàn một tay thôi, vừa bấm phím vừa bấm vừa lấy phím, phải nói là cũng phải nói là một cái kỳ nhân chứ không phải là chuyện bình thường. Và hôm nay thì mình hy vọng rằng ngày mai trong chương trình ngày mai mình sẽ cố gắng làm sao mà giúp cho chú kiếm được một số tiền nhỏ nhỏ để chú xây tô lại cái ngôi nhà của chú. Ngôi nhà của chú cũng làm cũng mấy năm trời, gần 10 năm rồi mà vẫn gạch thô, vẫn không chưa có tiền để xây tô, cho nên chính vì vậy là cũng 10 năm rồi chưa có tiền để xây tô. Chính vì vậy cho nên là mình hy vọng là trong cái đợt này cũng sẽ gom góp được cho chú với sự ủng hộ của các mạnh thường quân yêu thương các chương trình của Phenomen làm, cùng với là nỗ lực của cùng cả ekip, thì hy vọng cũng gom được cho chú một số tiền nhỏ nhỏ hỗ trợ thêm cho chú để chú xây tô lại căn nhà cho nó tươm tất. Hôm nay chú cũng mấy tuổi rồi, hôm trước thì trong cái video trước chắc quý vị bạn cũng thấy là lúc chú Thái Văn Hai đi vô trong nhà chú thì cái phòng ngủ làm sao tất cả mọi thứ vẫn còn gạch thô, không có chưa tô rác xi măng gì hết, nhưng mà chú cũng sống rất lạc quan và rất dễ thương, người miền Tây là vậy đó, dễ thương vô cùng. Quý khán giả Mỹ Tho thì nếu như ngày mai anh em ở Tiền Giang Mỹ Tho có thời gian thì mình chạy ra cái khách sạn gì ta, khách sạn Mê Công Mỹ Tho, mình nhớ rồi, chạy ra khách sạn Mê Công Mỹ Tho đối diện ngay cái giếng nước đó, khách sạn Mê Công Mỹ Tho thì chương trình sẽ diễn ra dưới mà ở dưới cái sân bên ngoài của khách sạn. Cũng rất là cảm ơn khách sạn Mê Công Mỹ Tho, ban quản lý của khách sạn Mê Công Mỹ Tho đã ủng hộ cho đồng hành cùng chương trình Số Diễn Cuộc Đời và tài trợ cái địa điểm cho đoàn của Colorman, xin cảm ơn. Mong có đón tiếp quý bà con cô bác ở Mỹ Tho vào chiều tối mai vào lúc 18:04/3/2021. Quý vị nào ở xa không thể ủng hộ được cho chương trình trực tiếp thì quý vị các bạn có thể liên hệ với Nga Sò Chua số điện thoại 0936 842 505, hoặc fanpage chính chủ của Nga Sò Chua, và Nga Sò Chua sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ với thêm một số điện thoại nữa nếu như cái bên của Nga Sò Chua quá tải, hoặc là nếu Nga Sò Chua chưa trả lời kịp thời thì quý vị các bạn có thể liên hệ với Hoàng Anh, số điện thoại của Hoàng Anh là 0798 222250, dạ 0798 222250, đó là số điện thoại của Nga, của Hoàng Anh. Còn số điện thoại của Nga Sò Chua là 0936 842 505. Bây giờ tăng cường thêm một số điện thoại nữa để quý vị các bạn liên hệ ủng hộ cho chương trình hoặc là các hoạt động khác. Quý vị các bạn cũng có thể liên hệ với hai số điện thoại nói trên để đặt mua bánh tráng cầu 2, bánh tráng trộn cầu 2 rất ngon, mì gói cũng ngon, nước mắm của Colorman, tất cả các loại gia vị của Colorman, thì đây là hai số điện thoại có thể xem là hai hotline mà rất là gần với Colorman, cho nên sẽ phục vụ quý vị các bạn tới nơi tới chốn. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Mọi người nhớ ghé đến ăn cho mọi người. Mọi người nhớ ăn sáng, nhớ xúc miệng với một ly bia nha, đừng quên nha. Bí quyết thơm lâu.